Mà chúng mỏi ngàn quài của nó có âm thanh nữa mà. Lá có hay ăn chăng ghê. Con nào nhỏ nhỏ lên xéo cho thằng thắt chứ. Các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm món vịt với vịt ướp riêng mẹ nha. Đây là nửa con vịt này. Đấy. Thì vịt có sẵn nha. Mình sẽ làm món vịt nướng nướng riêng mẹ nha. Đấy. Một nửa con vịt hơn cân nhé, gần 2 cân nhé. Bây giờ mình chia đôi ra, bắt đầu ướp riêng mẻ khoảng tầm 10-15 phút bắt đầu nướng nhé. Đây là nửa con vịt. Chia đôi rồi lên nửa nhé. Vịt nướng riêng mẻ thịt rất nạc đỏ. Ít bột ngọt là hạt tiêu. Ít muối hạt sổi nhé các bạn nhé. Đây là một muối hạt sổi, muối trắng giã cùng hạt sổi nhé. Có ít riềng này, riềng nhà trồng được rất là vàng. Ướp khoảng tầm 15 phút, 10-15 phút. Đây là mẻ nhé, cho ít mẻ vào cho nó mùi thơm. Đây, trộn đều ướp khoảng tầm 15 phút cho ngấm gia vị bắt đầu nướng.
nhé. Sau bắt đầu 10 đến 15 phút bắt đầu mang đi nướng nha. Thịt được ướp tẩm ướp riềng mẻ rồi. Đấy, sau 15 phút bắt đầu mang đi nướng. Thịt được nướng cả tảng nhé. Sau khi gia vị ngấm rồi thì mang đi nướng. Đây, chính xác là thịt vịt nhé. Được tẩm ướp riềng mẻ với là hạt tiêu với là hạt dổi. Được ướp rất kỹ nhé, 15 phút. Tẩm ướp thật kỹ để nó bị nướng. Rất là thơm ngon. Thịt rất là nạc. Thịt bắt đầu mang đi nướng nha. Chắc là khoảng tầm 3-40 phút gì đấy là chín. Thịt chuẩn bị vàng rồi nha. Rất là đẹp, rất là thơm, rất là ngon nhé. Khoảng 10-15 phút nữa thịt sẽ vàng và đẹp, ngon, thịt rất là thơm, thịt vịt suối nhé. Tẩm ướp gia vị 15 phút 20 phút bắt đầu nướng. Bốn 50 phút sẽ là chín. Bắt đầu nghe mùi thơm. Đồ vàng mà. Mùi rất là thơm nhé.
vàng ươm. Khoảnh nó. Vàng ươm thơm, rất là ngon nha. Thằng như cái gì? Thơm phức. Quá chìm buồn hôm mày.